Ngày 28 tháng 12 năm 2020, công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đã tổ chức kiểm tra chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Từ điểm đầu tuyến nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành đến điểm cuối tuyến nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Như vậy, đến thời điểm này, với sự nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp điều hành, các nhà thầu, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các ngân hàng hợp vốn đã thực hiện nghiêm túc cam kết thông tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, làm tiền đề hoàn thành dự án trong năm 2021. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận được khởi công tháng 11 năm 2009, sau 10 năm đình trệ khi tiến độ chỉ đạt 10% khối lượng. Đến tháng 3 năm 2019, liên danh các nhà thầu đã mời công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành dự án. Với phương châm muốn thông đường thực địa phải thông đường trách nhiệm, dự án chậm một ngày thì một ngày mắc nợ với nhân dân. Doanh nghiệp dự án đã lập tiến độ gắn trách nhiệm cho chính mình và các bên liên quan đến dự án, cán bộ, kỹ sư và công nhân thực hiện làm việc ba xuyên, xuyên đêm, xuyên Tết, xuyên dịch, thay ca nhau ngày đêm bám sát công trường, cùng vượt khó, biến thách thức thành cơ hội, biến sự hoài nghi thành động lực, lấy lại lòng tin. Sau hơn một năm tái khởi động, dự án đã đạt 75% khối lượng và sẽ hoàn thành trong năm 2021. Đồng thời, với quyết tâm không lỗi hẹn với nhân dân, xác định trước và sau Tết Tân Sửu tới đây, tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ được mở cửa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1.